Ủa, nhìn cứ tưởng ông này ông mẹo ạ, sợ dã man thế. Đức Mỹ nhìn thấy rồi, nhưng đó chỉ là trao đổi thông tin thôi. Rất nhanh nhìn ra một góc khác. Đức Mỹ đang phải nhìn cả ba góc là sẽ khó cho Đức Mỹ, nhưng Đức Mỹ vua trò chơi cần phải kích hoạt vua rồi, trò chơi mốc lên. Smoke, sâu hơn. Và trả lại nết đến từ United Kingdom ở đây mấy bên ông cháu ơi. Anh thì vẫn còn nết. Không sao, vẫn chưa. Hai quả nết phải sơ lượng với Saki, nhưng quả nết trả lại của đối phương cũng rất là khó chịu. Mỗi bên mất một người và bây giờ thì hai bên sẽ có mặt rồi. Đây rồi, là đọc vào Mỹ Lê. Cái lợi thế dành cho chúng ta và team vô thôi. Chỉ còn lại một team vô thôi. Saki đã làm được, có thể làm được. Hãy cùng xem nào. Hai Saki đang đẩy vào. Đây rồi, Hai Saki. Không thể tin được một round đấu mà chúng ta có thể xử lý tuyệt vời đến như vậy. Tôi quá hợp lý. Top 1 mà anh em đang chờ đợi đúng không, Piosa? Tôi đã bảo rồi, đây là những cái yếu tố cần thiết để chúng ta đem lại một cái gì đấy trong cái trận đấu này. Và cái top 1 dành cho chúng ta nó là quá tuyệt vời. Trong một cái tình huống mà đối thủ của chúng ta chính là cái đội đang dẫn top 1 trong cái trận đấu này, chính là UK. Xử lý quá tuyệt vời chứ không thể tuyệt vời hơn các chàng trai của chúng ta. Hoa đô!